Xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong Chúa Mẹ Maria và Thánh Ca Giuse. Con xin mời cộng đoàn nghe bản tin giáo hội công giáo ngày 29 tháng 11. Bản tin giáo hội công giáo ngày 29 tháng 11 có những tin chính sau đây. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của đồng ý ajo Gusso. Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia tham gia công ước cấm mìn sát thương, gặp gỡ phái đoàn đạo Gaia. Đức Thánh Cha Phan Cô khuyến khích nỗ lực chung vì tình hình liên đới và hòa bình. Thẻ các dịch vụ dành cho các tín hữu hành hương năm thánh. Tạp chí mới Quảng trường Thánh Phaero, mỗi tháng một câu trả lời của Đức Thánh Cha cho tín hữu. Linh mục công giáo phải đối mặt với áp lực theo luật tôn giáo mới ở Belarus. Triều Tiên giam tù những công dân vượt biên hồi hương có liên hệ với Kitô Tô Hữu. Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, niềm vui của tin mừng và tin cuối cùng một chứng chân Cơ đốc vĩ đại ít được biết đến ở phương Tây. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức thánh cha chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Aesugi Soph. Đức thánh cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Miguel Endo Aesugi Soph, người Tây Ban Nha, tổng trưởng bộ đối thoại liên tôn. Đức thánh cha ca ngợi sự phục vụ, dấn thân không mệt mỏi của Đức Hồng Y cho giáo hội và cho tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đức Hồng Y. Su đã nhập viện tại Bệnh viện Gemli ở Roma và qua đời sau một thời gian dài chịu đựng căn bệnh với đức tin lớn lao vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, hưởng thọ 72 tuổi. Phục vụ tin mừng và giáo hội với sự tận tụy và sự nhạy cảm. Trong điện thư chia buồn gửi đến cha David Costa Dominguez, tổng đại diện dòng truyền giáo Comboni Thánh Tâm Chúa Gieo, Đức Thánh Cha đã nhớ đến Đức Hồng Y. A. Su và cách Đức Hồng Y trong mọi hoạt động tông đồ, luôn được thúc đẩy bởi mong muốn làm chứng, với sự khiêm nhường và khôn ngoan về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại bằng cách làm việc vì tình huynh đệ giữa các dân tộc và tôn giáo. Ngài ca ngợi Đức Hồng Y đã phục vụ tin mừng và giáo hội với sự tận tụy và sự nhạy cảm. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sứ vụ mà Đức Hồng Y đã cống hiến một cách quảng đại trước tiên là một nhà truyền giáo nhiệt thành ở Ai Cập và Sudan, sau đó là chủ tịch của Học viện Tòa Thánh Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo, và cuối cùng là phục vụ tại giáo triều Roma trong bộ đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha cầu nguyện cùng Thiên Chúa để nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa chào đón người tôi tới trung thành này vào thành Jerusalem trên trời. Nhiều đại diện các tôn giáo đã gửi lời chia buồn về sự qua đi của Đức Hồng y nhấn mạnh đến lòng nhân đạo to lớn và công việc của Ngài trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn. Tang lễ Tang lễ của Đức Hồng Y sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm 2024, tại bàn thờ ngai tòa của đền thờ Thánh phê -rô, do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự, cùng với các Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục đồng tế. Cuối thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn đưa. Tiểu sử sơ lược: Đức Hồng Y A. sinh ngày 17 tháng 6 năm 1952 tại Seville, Tây Ban Nha, trong một gia đình Công giáo đạo hạnh. Lớn lên tại thành phố có sự pha trộn độc đáo giữa di sản Kitô giáo và Hồi giáo. Ngài nhạy cảm đối với vấn đề liên tôn. Ngài gia nhập dòng truyền giáo Comboni vào năm 1973, được thụ phong linh mục vào năm 1980 và sau đó theo học nâng cao tại Roma, chuyên ngành nghiên cứu Hồi giáo. Ngài bắt đầu truyền giáo ở Cairo. Ai Cập, phục vụ cộng đồng người Latin và hỗ trợ thanh thiếu niên công giáo Sudan. Ngài trở thành cố vấn hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn vào năm 2007. Được bổ nhiệm làm tổng trưởng của bộ này vào năm 2019, Đức Hồng Y. A. Su đã trở thành nhân vật trung tâm trong nỗ lực của giáo hội nhằm thúc đẩy đối thoại với người Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và các cộng đồng tôn giáo khác trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia tham gia công ước cấm mìn sát thương. Trong sứ điệp đề ngày 25 tháng 11, được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến hội nghị rà soát công ước cấm mìn sát thương lần thứ năm, diễn ra ở tỉnh Siem Diệp, Campuchia. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước hãy tham gia, và trong thời gian chờ đợi, dừng ngay việc sản xuất và sử dụng mìn. Sau lời chào gửi đến Thủ tướng, Chính phủ và toàn thể người dân Campuchia, cùng đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự tham gia hội nghị rà soát công ước cấm mìn sát thương lần thứ năm. Đức Thánh Cha đề cập đến nỗ lực quốc tế liên quan đến giải trừ quân bị. Công ước này, vì có nguồn gốc vững chắc từ vị trí trung tâm của con người và ý thức trách nhiệm chung, là một ví dụ cụ thể về cách thức chủ nghĩa đa phương có thể thành công và phù hợp với mục đích. Cách tiếp cận này đã trở thành mô hình, truyền cảm hứng cho sự phát triển của các hiệp ước khác. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc, sau 25 năm công ước quan trọng này có hiệu lực, mình sát thương vẫn tiếp tục được sử dụng. Theo Ngài, các cuộc xung đột là sự thất bại của nhân loại khi không thể sống như một gia đình nhân loại. Hơn nữa, nhiều năm sau chiến sự kết thúc, những thiết bị này vẫn tiếp tục gây đau khổ khủng khiếp cho dân thường, đặc biệt là trẻ em, tạo ra thêm cảm giác sợ hãi làm gián đoạn sinh kế và cản trở hòa giải, hòa bình và phát triển toàn diện. Sứ Điệp viết, thật đáng buồn khi số nạn nhân vô tội ngày càng tăng trong những năm gần đây. Sẽ còn bao nhiêu người trong số các nạn nhân phải chịu những vết sẹo của xung đột? Khi điều này xảy ra, rõ ràng là toàn thể nhân loại đều mất mát, bởi vì mọi mạng sống con người đều thánh thiên. Vì những lý do này, Ngài kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước hãy tham gia, và trong thời gian chờ đợi, dừng ngay việc sản xuất và sử dụng mình. Ngài cũng khuyến khích tất cả các quốc gia tham gia thực hiện đầy đủ công ước, thực hiện các cam kết của mình với sự cấp bách và kiên trì mới, đồng thời củng cố sự hợp tác và liên đới quốc tế. Bởi vì bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào cũng chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự mất mát cho con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những người tham gia vào hoạt động rà phá bom mìn vốn nguy hiểm, cũng như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đang hỗ trợ các nạn nhân và những người thân của họ. Trong số các tổ chức này, có nhiều các hiệp hội lấy cảm hứng từ Đức Tin, nếu không có mạng lưới liên đới của họ, người dân ở nhiều nơi sẽ bị bỏ mặt. Về phần mình, giáo hội công giáo vẫn kiên quyết dấn thân hỗ trợ các nạn nhân và đóng góp cho hòa bình toàn cầu. Cuối cùng, Đức thánh cha xin Chúa chúc lành cho hội nghị được truyền cảm hứng từ các mục tiêu cao cả của công ước, có thể trở thành một bước quan trọng hướng tới một thế giới không còn bom mìn và đảm bảo hỗ trợ thực sự toàn diện và phục hồi cho các nạn nhân. Gặp gỡ phái đoàn đạo Jena, Đức thánh cha Francisco khuyến khích nỗ lực chung vì tình liên đới và hòa bình. Gặp gỡ phái đoàn quốc tế những người theo đạo Jena, được phiên âm tiếng Việt là đạo Kỳ nhưng các cuộc gặp gỡ do Học viện Kỳ học tại London tổ chức để nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sự đa dạng và hòa nhập. Đức Thánh Cha đã khuyến khích những nỗ lực chung vì tình liên đới và hòa bình. Cuộc họp là một phần của cuộc đối thoại ngày càng phát triển, kéo dài nhiều thập kỷ giữa các tín đồ đạo Jena và các Kitô hữu, do bộ đối thoại liên tôn của Vatican thúc đẩy, cùng nhau hợp tác để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới của chúng ta, chăm sóc người nghèo và ngôi nhà chung. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng việc cùng nhau tìm cách chăm sóc trái đất, người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội ngày càng quan trọng trong thời đại của chúng ta ngài kêu gọi sự dấn thân và trách nhiệm chung trong việc giải quyết vấn đề này ngài mô tả có bao nhiêu vấn đề mà xã hội hiện đại phải đương đầu là do chủ nghĩa cá nhân và sự thờ ơ dẫn đến việc coi thường phẩm giá và quyền của người khác đặc biệt là trong bối cảnh đa văn hóa ngài lưu ý rằng trong khi có những nhóm đe dọa và loại trừ các nhóm thiểu số thì may mắn là có những nhóm khác lại thúc đẩy tình bạn tình liên đới và hòa bình lâu dài một cách xây dựng tiếp tục lan tỏa niềm hy vọng đức thánh cha khuyến khích mọi người kiên trì trong những nỗ lực xây dựng và các sáng kiến thúc đẩy ý thức nhân đạo ở các tín đồ và ở tất cả mọi người để ứng phó với những trở ngại hiện hữu trong xã hội ngài kêu gọi lòng can đảm để tiếp tục lan tỏa hy vọng và những nỗ lực thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát nơi mọi người thiện chí có thể lan tỏa tình yêu thương và giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn đồng thời tôn trọng sự khác biệt của họ đức thánh cha nhận định rằng sự dấn thân bền bỉ này đối với tình liên đới huynh đệ dựa trên thực tế rằng thiên chúa đã tạo dựng tất cả mọi người bình đẳng về quyền lợi nghĩa vụ và phẩm giá và đã kêu gọi họ sống với nhau như anh chị em. Cảm ơn mọi người vì những nỗ lực của họ, Đức Thánh Cha nói rằng cách tiếp cận cuộc sống cách tích cực này, bằng cách cùng nhau làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn, làm hồi sinh những nỗ lực của chúng ta trong việc chăm sóc lẫn nhau và cho ngôi nhà chung của chúng ta. Thẻ các dịch vụ dành cho các tín hữu hành hương năm thánh, Vatican, từ ngày 26 tháng 11, thẻ các dịch vụ của năm thánh 2025 đã bắt đầu được kích hoạt trực tuyến đem lại những tiện ích cho các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Roma hành hương. Gần đúng một tháng bắt đầu năm tháng 2025 với chủ đề Những người hành hương hy vọng. Thẻ các dịch vụ là một phần đặc biệt được tích hợp của thẻ hành hương cung cấp các khoản giảm giá và tiện lợi dành cho những ai sẽ tham gia các cử hành và sự kiện. Một sáng kiến mới nhằm khuyến khích việc tiếp đón đông đảo khách hành hương dự kiến đến Roma trong năm tháng. Thẻ các dịch vụ được kích hoạt miễn phí và cung cấp một loạt tiện ích trong các lĩnh vực khác nhau, bảo hiểm, để trải nghiệm một chuyến hành hương an toàn đón tiếp đảm bảo các giải pháp thuận lợi cho việc lưu trú thực phẩm với các ưu đãi về bữa ăn và dịch vụ ăn uống hàng hóa chính thức giảm giá cho các sản phẩm liên quan đến năm thánh vận chuyển và di chuyển với mức giảm giá cho việc đi lại thông tin qua các dịch vụ chuyên dụng để luôn kết nối như trang web chính thức của năm thánh thông báo để truy cập thẻ hành hương và thẻ các dịch vụ cần phải đăng ký trên cổng thông tin chính thức sau khi đăng ký hoàn tất mỗi người hành hương sẽ nhận được mã qr cho phép tham gia các sự kiện năm thánh và tiếp cận các tiện ích đặc biệt của thẻ. Cũng có thể sử dụng thẻ các dịch vụ qua ứng dụng Ibilelum 25 chính thức. Tạp chí mới Quảng trường Thánh Feso. Mỗi tháng một câu trả lời của Đức Thánh cha cho tín hữu. Pisa San Pietro, Quảng trường Thánh Feso là tên tạp chí mới của đền thờ Thánh Feso. Đặc biệt, chính Đức Thánh cha, biên tập viên xuất sắc, sẽ trả lời các câu hỏi của độc giả, những người bình dân, thường dân như người trẻ người cha của gia đình, người già. Trong số đầu tiên, Ngài đã trả lời thư của một người bà có đứa cháu chưa được rửa tội vì cha mẹ cháu đã rời bỏ giáo hội. Tạp chí có giá 4 euro một số, trong khi giá của cả năm là 30 euro. Tuy nhiên, tạp chí sẽ được phát miễn phí cho những người không đủ tiền mua. Nội dung của tạp chí bao gồm các chủ đề hiện tại, từ những thách thức mà các gia đình phải đối mặt cho đến các hình thức bị loại trừ khác nhau. Đức Thánh Cha đối thoại với một người bà số đầu tiên, số dê dô của tạp chí Quảng trường Thánh Phê Dô đã được giới thiệu tại phòng báo chí Tòa Thánh vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, với câu trả lời của Đức Thánh Cha cho lá thư của một phụ nữ nói về nỗi buồn khi chứng kiến đứa cháu gái thứ ba của bà không được rửa tội, vì cha mẹ của em đã rời khỏi giáo hội khi còn là thanh thiếu niên. Sự tò mò của cô bé đặt nhiều câu hỏi để biết câu chuyện chú dơ đã nhen nhóm mỉm hy vọng nơi bà ngoại. Đức Thánh Cha đã trả lời rất cụ thể chúng ta không được mất niềm tin. Cầu nguyện có thể làm được rất nhiều điều. Điều này được chứng minh bằng gương của Thánh Monica, người mà tình yêu và những lời cầu nguyện không ngừng đã dẫn đến sự hoán cải của người con trai là Thánh Augustino, người sau này trở thành một vị thánh và giám mục. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bí tích rửa tội, một cử chỉ tin tưởng vào chú và vào chúa thánh thần, không thể bị áp đặt. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, ông bà có một vai trò đặc biệt, với tấm gương và tình yêu của mình, họ có thể mở rộng nhiều trái tim dường như khép kín. Các linh mục công giáo phải đối mặt với áp lực theo luật tôn giáo mới ở Bơ La Theo luật tôn giáo mới của Bơ La các giáo sứ phải nộp đơn xin lại tư cách pháp lý và hạn chế hoạt động giáo dục và truyền giáo của các nhà thờ. Các linh mục có thể bị bắt và giáo sứ của họ bị tước tư cách pháp lý, nếu họ đang hoặc chia sẻ bất cứ điều gì bị coi là cực đoan. Do đó, các giám mục yêu cầu các giáo sĩ ngừng hoạt động trên mạng xã hội. Theo luật tự do tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo mới, được Tổng thống Lukashen ký vào tháng 12 năm 2023, hoạt động giáo dục và truyền giáo của các giáo hội bị hạn chế, trong khi tất cả các giáo sứ phải đăng ký lại trước tháng 7 năm 2025 hoặc phải đối mặt với việc giải thể. Bà Natalia Vasilit, điều phối viên của tổ chức đại kết Vision cho biết các cơ quan giám sát chính thức đã kiểm tra hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội như một phần của cuộc thanh trừng phương tiện truyền thông độc lập, thường lưu giữ ảnh chụp màn hình, buộc nhiều linh mục phải đóng tài khoản của họ thay vì dành thời gian chỉnh sửa chúng. Bà cũng cho biết các linh mục cũng bị ngăn cản thảo luận về các vấn đề với giáo dân vì biết rằng tin nhắn điện thoại riêng tư của họ có thể bị cảnh sát kiểm tra. Belarus đã bị tổ chức Open Door đưa vào danh sách theo dõi thế giới năm 2024, đây là lần thứ hai kể từ năm 2023. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hầu hết các quyền con người, bao gồm cả quyền tự do tôn giáo, đều bị đe dọa do bản chất độc đoán của chính phủ Belarus. Hai linh mục đang phải đối mặt với cáo buộc phân phối tài liệu cực đoan theo Điều 19 giờ 11 phút của Bộ Luật Vi phạm Hành chính của Belarus. Chazuzi Bazanio, cha sở giáo sứ Thánh Tâm Chúa Dơ tại Kuluvetchin, gần Vitbet, đã bị giam giữ trong 10 ngày vào tháng 10 vì cáo buộc tàng trữ và phân phối các tài liệu cực đoan, trong khi cha Andrei Kulik, người đứng đầu giáo hạt Mozin, cũng bị giam giữ một ngày sau đó với cùng cáo buộc. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết 36 giáo sĩ công giáo nghi lễ Latin và nghi lễ Đông Phương đã phải chịu sự đàn áp vì lý do chính trị kể từ năm 2020, cùng với 21 giáo sĩ chính thống giáo và 29 mục sư tin lành. Triều Tiên giam tù những công dân vượt biên hồi hương có liên hệ với Kitô Tô Hữu. Theo báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, những người Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc và bị hồi hương sẽ bị đưa đến các trại tù chính trị nếu họ có liên hệ với một Kitô Tô Hữu khác tình trạng trên được nêu lên trong tài liệu bị bách hại và bị lãng quên. Một báo cáo về các Kitô hữu bị phân biệt đối xử hoặc đàn áp vì đức tin của họ, được công bố nhân dịp tuần lễ đỏ, một sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhằm thu hút sự chú ý đến việc đàn áp tôn giáo. Kitô hữu bị kỳ thị. Theo tổ chức của tòa thánh, số Kitô hữu ở Triều Tiên còn khoảng 98.000, chiếm 0,38% dân số. Tuy nhiên, họ bị chính quyền Cộng sản Triều Tiên xem là mối đe dọa đối với nhà nước nên họ phải sống trong tình trạng hầm trú. Những người Triều Tiên vượt biên giới sang Trung Quốc, rồi trốn đến các nước khác, chủ yếu là Thái Lan, sau đó xin tị nạn tại Đại sứ quán Hàn Quốc và được đưa về Hàn Quốc. Một số người bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và trả về Triều Tiên. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhiều người vượt biên bị hồi hương này được giảm án, nhưng những người tiếp xúc với Kitô giáo lại bị giam giữ trong các trại tù chính trị. Trên thực tế, là bản án trung thân không được ân xá. Nếu hồ sơ của những người vượt biên có bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo thì họ chắc chắn sẽ bị giam trong các trại, bất kể họ có nói gì về điều đó. Tổ chức tòa thánh khẳng định Triều Tiên bị xếp hạng quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới đối với Kitô giáo, người dân được phân loại theo lòng trung thành với nhà nước, vì vậy các tín hữu tự động bị xếp vào loại thù địch và phải chịu sự đàn áp không ngừng. Những nhà truyền giáo trong tù, Ilionju, một người vượt biên khỏi Triều Tiên và hiện nay là Kitô hữu, tố cáo những người đào ngũ hồi hương đang bị buộc phải thú nhận trước thông tin về một không 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 người chưa được hồi hương về Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trong số những người đào ngũ sẽ có những người tin vào Chúa Giêsu và những người sẽ truyền bá phúc âm bất cứ nơi nào họ đến. Giống chỉ Kim, người làm việc với tôi và bị buộc hồi hương, đã truyền giáo cho 8 người khi ở trong nhà tù ở Triều Tiên. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những người bị buộc phải hồi hương về Triều Tiên sẽ trở thành những thành viên tuyệt vời của dân Chúa, những người sẽ nói lên sự áp bức của chế độ Triều Tiên tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, niềm vui của tin mừng. Sáng thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng hơn 20 không tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phê -rô. trong bầu khí nhộn nhịp và vui tươi với ban nhạc kèn dưới bầu trời đẹp của Roma. Có hai em bé được Đức Thánh Cha mời lên ngồi chung với Đức Thánh Cha trên xe. Như mọi khi, sau khi đi một vòng chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi giáo đoàn Philip. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Tô Gêu. Bài Huấn Giáo Trong bài Huấn Giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Thánh Thần và Hôn Thê. Chúa Thánh Linh hướng dẫn dân Chúa gặp gỡ Chúa Dêu là niềm hy vọng của chúng ta. Mở đầu bài Huấn Giáo, Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau khi bàn về ơn thánh hóa và các đặc sủng, hôm nay chúng ta tập trung vào thực tại thứ ba, liên quan đến hoạt động của Chúa Thánh Thần, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat đã liệt kê một danh sách về các hoa trái ấy, đó là bác ái, vui tươi, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã, nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng, nhã nhặn, tiết độ, trong sạch, ân sủng và tự do. Từ đây đức thánh cha giải thích không giống như các đặc sủng mà chúa thánh thần ban cho bất cứ ai người muốn hay bất cứ khi nào các hoa trái này là kết quả của sự cộng tác giữa ân sủng và tự do của con người những hoa trái này luôn diễn tả sự sáng tạo của con người trong đó đức tin hoạt động qua đức ái đôi khi là đáng ngạc nhiên và vui tươi không phải mọi người trong giáo hội đều có thể là tông đồ ngôn sứ viết tin mừng nhưng mọi người đều có thể và phải có lòng khiêm nhường bái ái kiên nhẫn và lòng xây dựng hòa bình. Tất cả chúng ta đều cần có lòng bác ái, khiêm tốn, nhẫn nại và xây dựng hòa bình. Niềm vui, hoa trái của thần khí. Trong số những hoa trái của Thánh Thần được Thánh Tông Đồ nói đến, tôi muốn nhấn mạnh một hoa trái và nhắc lại những lời mở đầu của Tông Huấn Evangi Gaudium Niềm Vui của Tin Mừng. Niềm vui tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Gieo. Những ai đón nhận lời cứu độ của người, thì được giải thoát khỏi tội lỗi buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Niềm vui trong hoa trái của Chúa Thánh Thần có điểm chung với mọi niềm vui khác của con người, như cảm giác sung mãn, tràn đầy, thỏa mãn khiến chúng ta luôn muốn kéo dài, tồn tại mãi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm ta thấy, những điều đó không thể xảy ra. Bởi lẽ mọi thứ trần gian đều phải đi qua và rồi sinh ra nhàm chán, như sức khỏe, hạnh phúc, tình bạn, tình yêu hạnh phúc niềm vui được chia sẻ thì sẽ được gia tăng thêm niềm vui tin mừng không giống bất kỳ niềm vui nào khác nó có thể được canh tân mỗi ngày và có thể được lan truyền chỉ nhờ sự gặp gỡ mới mẻ này với tình yêu của thiên chúa nó sẽ biến thành tình bạn phong phú chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình từ đó chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực loan báo tin mừng bởi vì nếu chúng ta nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình thì làm sao chúng ta lại không chia sẻ tình yêu ấy với người khác đó là đặc tính kép của hoa trái niềm vui của chúa thánh thần nó không những không chịu sự hao mòn của thời gian mà còn được nhân lên qua việc chia sẻ với người khác niềm vui mà được chia sẻ thì niềm vui ấy sẽ được nhân lên thánh philip neri vị thánh của niềm vui đức thánh cha trưng dẫn các thánh philip neri loan báo tin mừng bằng niềm vui đích thực niềm vui từ hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, cách đây năm thế kỷ, có một vị Thánh đã sống ở Roma này, đó là Thánh Philip Neri. Thánh nhân đã đi vào lịch sử như một vị Thánh của niềm vui. Ngài nói với trẻ em nghèo và bị bỏ rơi rằng, các con hãy vui lên. Đối với cha, các con chỉ cần không phạm tội là tốt rồi. Các con hãy là người tốt, nếu có thể. Tuy nhiên, điều ít được biết đến hơn là nguồn gốc niềm vui của Ngài. Thánh Philip Neri có tình yêu dành cho Thiên Chúa, đến nỗi có lúc tưởng chừng như trái tim của Ngài muốn nổ tung trong lòng ngực. Niềm vui của Ngài là hoa trái của Thánh Thần. Thánh nhân đã tham gia năm Thánh năm 1575, năm mà Ngài làm cho phong phú thêm một thực hành, mà vẫn còn duy trì, đó là viếng thăm bảy nhà thờ. Vào thời của Ngài, người ta xem Ngài là một là truyền giáo thực sự bằng niềm vui. Như Chúa gieo luôn luôn tha thứ và đem lại niềm vui. Chúng ta tội lỗi, đúng, nhưng hãy nhớ Thiên Chúa luôn tha thứ và ban niềm vui. Các linh mục hãy tha thứ, đừng tra hỏi nhiều mà hãy tha thứ, tha thứ tất cả, như Chúa gieo. Niềm vui của tin mừng. Từ ngữ tin mừng có nghĩa là tin tốt lành. Thế nên, chúng ta không thể loan báo tin mừng với khuôn mặt buồn bã, u rú nhưng luôn với niềm vui của những người đã tìm thấy kho báu và viên ngọc quý như đoạn sách chúng ta nghe và thực hành những kinh thánh từ Thánh Phaolô lúc đầu. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Anh chị em thân mến, anh chị em hãy vui lên, vì niềm vui của Chúa gieo luôn ở trong lòng anh chị em. Chào thăm và kêu gọi. Bài huấn giáo của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý, lần lượt được các thừa tác viên trình bày phần tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác nhau, như Pháp, anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khích lệ họ loan báo tin mừng bằng niềm vui, bằng cuộc sống với sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới bao phủ đầy xung đột và chiến tranh. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu đến từ Australia, Israel, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc và Hoa Kỳ ngài cũng đặc biệt chào mừng phái đoàn hành hương của phái đoàn công lý và hòa bình từ châu phi đồng thời đoan hứa cầu nguyện cho họ với các tín hữu nói tiếng đức đức thánh cha nhắc lại mẫu gương của thánh philip neri vị thánh của niềm vui niềm vui của người tìm được kho báu và viên ngọc quý tiếp đó với những người nói tiếng tây ban nha đức thánh cha nhấn mạnh hoa trái của chúa thánh thần một sự cộng tác giữa ân sủng của thiên chúa và sự tự do của con người đặc biệt hãy nhớ niềm vui mà được chia sẻ thì niềm vui ấy sẽ được nhân lên được gia tăng đức thánh cha cũng chào thăm và khích lệ quý anh chị em đến từ bồ đào nha ả rập và ba lan kế đó bằng tiếng ý đức thánh cha đặc biệt nhắc đến tên các nhóm hành hương hiện diện tại quảng trường cách riêng là một nhóm các trẻ đang hiện diện quanh ngài nhắc đến mùa vọng sắp tới đức thánh cha mời gọi mọi người hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng trong niềm vui như thường lệ Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại những nơi đang có chiến tranh, nhất là hiện tại bắt đầu vào mùa đông, các quốc gia như Ukraine, Palestine, Israel, Sudan và nhiều nơi khác nữa. Buổi tiếp kiến chung được kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Một nhân chứng cơ đốc vĩ đại, ít được biết đến ở phương Tây. Đức cha Andrei Sheptytsky, người đã qua đời cách đây 80 năm vào ngày 1 tháng 11 năm 1944, là một trong những nhân vật nổi bật của Công giáo thế kỷ 20, người có cuộc sống đáng chú với chức vụ anh hùng với tư cách là người lãnh đạo giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine kéo dài 43 năm, hai cuộc chiến tranh thế giới, năm triều đại giáo hoàng, nạn đói khủng bố của Stalin, Holodom. Trong đó ít nhất 6 triệu người Ukraine bị cố tình bỏ đói đến chết và nửa tá thay đổi chính quyền ở các vùng lãnh thổ mà ông phục vụ. Dưới tình hình hỗn loạn đó, đã trở thành một nhân vật quan trọng trong việc tinh chỉnh bản sắc dân tộc của Ukraine hiện đại trong khi các sáng kiến về văn hóa, đại kết, liên tôn và mục vụ của ông đã dự đoán trước giáo lý của công đồng Vatican II và giáo hội của Tân Phúc Âm Hóa. Vì vậy, vào lễ kỷ niệm 80 năm lễ vượt qua của Đức Đô Thành Andrew đến vị trí cao quý hiện tại của Ngài trong Hiệp thông các thánh, chúng ta cần phải chú ý. Bá tước Roman Alexander Maria Srepti sinh năm 1865 tại một ngôi làng gần LV ở Galicia thuộc Áo khi đó trong một gia đình có nguồn gốc từ giới quý tộc Ruthenia và Ba Lan. Trong hơn một thập kỷ rưỡi, Việc học của ông đã đưa ông đến LV, Kerak và Berela, ngày nay là Udoko. Ông cũng đã đi đến Kivi, Moscow và Yom, nơi ông đã gặp giáo hoàng Leo 13 vào năm 1888. Vài tháng sau cuộc gặp gỡ đó, Shepitsky, người đã áp dụng cách viết họ của mình theo tiếng Ukraine, đã gia nhập dòng Basilian công giáo Hy Lạp Thánh Josaphat, lấy tên thánh là Andrew, anh trai của thánh Peter và là vị thánh bảo trợ vĩ đại của công giáo Đông Phương. Được thụ phong linh mục vào năm 1892, Ông đã lấy bằng tiến sĩ thần học và vào năm 1898 thành lập một cộng đồng tôn giáo dựa trên quy tắc của thánh Theodote Studit, với mục đích cải cách chế độ tu viện Công giáo Hy Lạp Ukraine. Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm giám mục và vào cuối năm 1900 Đức Leo 13 đã đồng ý bổ nhiệm ông làm tổng giám mục Halic, tổng giám mục LV và giám mục Kamian Podisky, những chức vụ mà ông đảm nhận vào tháng 1 năm 1901 ở tuổi 36. Đức Đô Thành Andrew đã thực hiện một nhiệm kỳ giám mục dài và mạnh mẽ trong những hoàn cảnh vô cùng thách thức. Khi Ukraine đấu tranh để tinh chỉnh và bảo vệ bản sắc dân tộc của mình, đầu tiên, trước áp lực của Nga và Ba Lan, sau đó, trong bối cảnh diệt chủng thời Liên Xô, và cuối cùng, trong thời kỳ chiếm đóng tàn bạo của Đức Quốc xã, chống lại sự phản đối của các sa hoàng và thường xuyên cải trang, ông đã nỗ lực xây dựng các giáo hội công giáo đông phương tại đế quốc Nga trước năm 1917. Đồng thời, ông cố gắng kiềm chế sự ganh đua theo chủ nghĩa dân tộc của ba lan và ukraine trong những năm cuối đầy biến động của đế quốc áo hung trong khi tiếp thêm sinh lực cho giáo hội công giáo hy lạp tại các lãnh thổ của hoàng đế franz josef trong mọi trường hợp và đối với tất cả các bên ở các vùng đất ukraine bị chia cắt bởi phe phái ông thúc giục tinh thần bác ái huynh đệ và sự nhạy cảm đại kết vì các lãnh thổ trước đây là đế quốc như ba lan và ukraine ngày nay từ lâu đã bị nga và áo hung chia cắt đã đấu tranh để thiết lập nền độc lập của họ sau thế chiến thứ nhất khi bản sắc dân tộc Ukraine hiện đại đang được hình thành vào đầu thế kỷ 20, Đức đô thành Andrew đã xây dựng các tổ chức văn hóa để định hình một Ukraine tương lai theo sự tiếp nối nguồn gốc của quốc gia trong lễ rửa tội của người Slav phương Đông tại Kyiv vào năm 988 sau Công nguyên. Một trùng viện, các cơ sở giáo dục trung học và đại học và một bảo tàng quốc gia để bảo tồn và hỗ trợ di sản nghệ thuật của Ukraine. Là một mục sư, ngài đã nỗ lực đào sâu đức tin của người dân thông qua việc dạy giáo lý hiệu quả khuyến khích mục vụ thanh thiếu niên và đóng góp lâu dài cho đời sống tôn giáo của Ukraine bằng cách hỗ trợ tu viện Studit và mời các tu sĩ dòng chúa cứu thế theo nghi lễ Byzantine vào giáo phận của mình. Những đòn roi tàn bạo của Liên Xô và Đức Quốc xã đã giáng xuống Septisti và người dân của ông một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Và trong khi Đức Đô Thành Andrew lúc đầu hoan nghênh cuộc xâm lược của Đức vào các vùng đất Ukraine năm 1941 như một phương tiện để đàn áp chủ nghĩa Stalin, ông đã sớm nhận ra những tội ác khủng khiếp mà những kẻ xâm lược đang gây ra viết thư cho Resurrected Hendrik Himmler vào tháng 2 năm 1942 để phản đối việc tàn sát người Do Thái. Hợp tác với anh trai Clementi, một tu sĩ Studis được phong chân phước vào năm 2001, ông đã cứu hàng trăm trẻ em Do Thái, giấu chúng trong các tổ chức công giáo Hy Lạp, trong khi đích thân cho con trai của một giáo sĩ Do Thái hàng đầu ở LV Trú Ẩn tại nhà riêng của mình. Vào tháng 8 năm 1942, ông đã viết thư cho giáo hoàng Pius XII, mô tả các vụ thảm sát hàng loạt của Đức Quốc xã và thừa nhận rằng ban đầu ông đã hiểu sai ý định của Hitler ở Ukraine. Ba tháng sau, ông đã ban hành một lá thư mục vụ, người không được giết người, công khai phản đối chế độ khủng bố của Đức và rút phép thông công những kẻ thực hiện. Một trong những người được ông cứu, David Kahan, sau này trở thành giáo sĩ do thái chính của lực lượng không quân Israel. Di sản của Đức Đô Thành Andrew, lòng mộ đạo sâu sắc, chiều sâu trí tuệ, sự tinh tế về văn hóa, lòng yêu nước trưởng thành lòng bác ái đại kết và liên tôn, vẫn sống mãi trong sức sống của giáo hội công giáo Hy Lạp ngày nay tại Ukraine, do người kế nhiệm xứng đáng của Septisti, Tổng giám mục Sviatola sẽ lãnh đạo. Khi Ukraine đấu tranh cho cuộc sống của mình và tự do của phương Tây, chúng ta nên tôn vinh ký ức về nhân chứng Kitô giáo vĩ đại này và cầu nguyện cho sự chuyển cầu của Ngài. Bài viết Sự khác biệt của công giáo của George Wigel được đăng trên tờ Denver Catholic, ấn phẩm chính thức của Tổng giáo phận Denver. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã nghe tin giáo hội công giáo ngày 29 tháng 11. Con xin tạm dừng bản tin ở đây và xin hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo. Con xin cảm ơn cộng đoàn kính chúc cộng đoàn một ngày mới an bình trong Chúa mẹ Maria và Thánh cả Giuse.